Xin chào tất cả cô chú anh chị, các bạn yêu Phong Lan. Em xin phép được chúc toàn thể các anh chị một buổi sáng an lành. Hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2019, kênh Hoa Lan của chúng em sẽ gửi tới toàn thể các bác anh chị rất là nhiều giống phong lan thuần, trồng thuần tại vườn nhà. Các bác, các anh, các chị ưng mặt hàng nào, loại lan gì, vui lòng nhắn tin hoặc là điện thoại qua số điện thoại 0868376205 và số điện thoại 0388009928 hoặc là số điện thoại 0854299316. Đấy chỉ là ba số điện thoại mà em hay dùng để cho các bác anh chị tiện đặt hàng và liên lạc. Hôm nay thì ngoài việc bán hàng ra thì em sẽ dành một chút thời gian nho nhỏ ở cuối video để chia sẻ với các bác anh chị về một cách trồng một loại phong lan nào đấy từ nhà vườn em. Thì kính mong các bác anh chị ngoài xem video thì đừng quên đăng ký kênh cũng như là ủng hộ nhà vườn chúng em bằng bấm vào nút đăng ký vào biểu tượng cái chuông ở bên cạnh để những video và những cái kiến thức chúng em chia sẻ về cách trồng, cách chăm sóc hoa phong lan rừng sẽ được đăng tải thường xuyên ở trên kênh cũng như là trên trang của dây chúng em. Chúng em xin cảm ơn toàn thể các anh chị đã luôn quan tâm và đồng hành ạ. Hôm nay thì ngoài những đơn hàng mà gia đình chúng em đã lên đơn và đã chốt cho khách hàng rồi thì chúng em sẽ còn rất là nhiều giò lan thuần mới và chúng em sáng sớm chúng em vừa mới bốc xuống. Để các bác anh chị ưng giò nào, khóm nào thì điện thoại ngay cho chúng em nhé. Đầu tiên thì em xin phép được giới thiệu cái loại lan hoàng thảo phi điệp tím, là một trong những loại lan hiện tại bây giờ đang rất là hot trên thị trường và giá của nó cũng tầm này thì nó cũng bình ổn rồi, không đắt cho lắm rồi. Thì ở đây có bốn hình to và ba hình bé. Bốn hình to, hình số 1. Các bác nhá, hình số 1 gồm có 1 2 3 4 5 thân. 5 thân là 5 ở 5 cái khóm. Các bác ạ, ở 5 cái khóm. Giò này khá là đẹp. Đó, nó cũng tương đối nhẹ rồi. Đấy. Giò này ở 5 cái khóm. 5 thân 5 khóm. Giò này em bán với giá là 1.3 triệu cho các bác anh chị sưu tầm nhé. 1.3 triệu cho hình số 1 này. Đấy, hình số 1 1.300.000 5 khóm ạ. 5 khóm nhé các bác nhé, không phải là 5 ki đâu ạ. 5 khóm ạ, có rất nhiều thân già. Hình số 2 là một dề nữa, cũng có, để em xem đếm có bao nhiêu mầm tơ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7. Có 7 cái mầm tơ. 7 mầm tơ tương đương với 7 khóm các bác ạ. Bởi vì mỗi khóm nó chỉ có một thân tơ thôi. Đấy. Khóm này em bán với giá là 1.500.000 nhá. Đấy. 1.500.000. Khóm này thì có thể có nhiều thân xanh vàng đây. 1.500.000 cho hình này. Hình đấy là hình số 2 ạ. Hình số 3 đi ạ. Hình này thì em trồng ở trong hai hình số 3 và hình số 4 em trồng trong chậu đất nung. Hình này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngọn ạ. To bé 10 ngọn tất cả. Đấy. Em càng nhiều ngọn thì em bán càng rẻ các bác anh chị nhé. 10 ngọn này giao lưu với các bác anh chị với giá là 1.600.000 đấy ạ. 1.600.000 cho 10 ngọn này ạ. Đấy, 10 ngọn phi điệp. Một trồng trong cái chậu đất nung. Hình số 4 là hình cuối cùng trong những cái bảng to, những cái chậu to. Hình này thì khá là đẹp. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngọn ạ. 6 ngọn. 6 ngọn em bán với giá là 1.350.000 nhé. Các bác nhé. Đấy. Những cái chậu, hai cái chậu đất nung thì nó khá là nặng. Đấy, chúng ta nếu mà lấy thì em gửi xe được thì tốt quá. Đấy. Rồi. Tiếp theo, ở đây là những cái hình nó bé hơn. Số 5 là ki 52 nhé. Từ số 5, số 6, số 7 là ki 52 các bác ạ. Số 5 là một chậu ki. Một chậu ki gồm có 6 cái ki. 6 ki này bán 450.000 nhé các bác nhé. Ki 52 ạ. 450.000 cho chậu số 5 này. Đấy, 450.000 nhé. Số 6. Số 6 đây. Số 6 là một chậu ki 52. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái ki lớn nhỏ. Ki chậu số 6 này xin phép được bán với giá là 550.000 ạ. 550.000 cho 8 ki lớn nhỏ này. Đây là chậu số 6. Chậu số 7. 4 ki. 4 ki này em bán 330.000. 330.000 cho chậu này.
Chỗ này 330k. Số 7. Số 8, số 8, số 9, số 10 là ba giò long tu. Giò long tu số 8 là giò ghép ở trong cái khúc gỗ tròn nhé. Tầm khoảng trên dưới chục ngọn lớn nhỏ. Em bán cái khúc này 250k cho hình số 8 này. Đây. Hình số 8 đây nhé, 250k. Ok. Hình số 9. Hình này to đẹp hơn các bác này. Hình số 9 đây ạ. Hình này bán 280.000 ạ. 280.000 cho cái trụ long tu ghép tròn số 9 này. Đây là thuần 52 rồi các bác nhé. Số 9 ạ. Ok, em cầm cho anh. 280.000 cho hình số 9 kia. Hình số 10. Hình này em bán với giá là 220.000 ạ. Rất là xinh các bác ạ. Đây. 220k cho cái khúc này. Đây là hình số 10 nhé. Đấy. Rồi. Từ hình số 11 trở đi sẽ là những bảng nhé. Sẽ là những bảng các bác này. Em sẽ giới thiệu từng bảng một cho các bác xem kỹ. Bảng số 11 là một bảng hoàng thảo vôi. Bảng số 11 là một bảng hoàng thảo vôi khá là to. Đây là bảng số 11 đấy ạ. 3 này, 6 này, 9 này, 12, 15, 16, 18 ngọn ạ. Bảng hoàng thảo vôi này em bán với giá 300.000 ạ. Bảng vôi đây. 300k cho bảng hoàng thảo vôi này ạ. Số 11, 300k, bảng hoàng thảo vôi. Số 12 là một bảng long tu xuân. Em có cái móc kìa, em treo lên luôn này. Số 12 đây các bác nhé. Bảng số 12 là một bảng long tu xuân xinh xắn này. Em bán với giá 180.000 ạ. 180.000 cho bảng long tu xuân này. Cũng có 3, 6, 9, 12 ngọn ạ. Lớn nhỏ ạ. Đấy, rất là xinh. 180k thôi nhé. Bảng số 12. Đây. Bảng số 13 cũng là một bảng long tu xuân. Bảng này đẹp hơn một xíu ạ. Dài hơn một xíu ạ. Bảng này em chỉ xin thêm 20, đó là 200k cho bảng này. Đấy. 3, 6, 9, 10, 11 ngọn ạ. 200.000 ạ. Cho 11 ngọn này ạ. Mẹ này. 11 ngọn này. Số 13 nhé. 200k. Số 14. Số 14 đây ạ. Là một bảng hoàng thảo vôi các bác nhé. Bảng hoàng thảo vôi này rất là dài và to. Đây. Bảng hoàng thảo vôi này em bán với giá là 300.000 ạ. Vôi kèm lẫn nhau hết rồi. Cả vôi, cả long tu, cả hạc vĩ. 300k cho bảng số 14 này. Đây. Bảng này có khoảng tầm 15-16 ngọn gì đấy. 300.000 ạ. Bảng số 15 là một bảng hoàng thảo vôi các bác nhé. Bảng này rất là đẹp. Phải nói bảng này rất đẹp. Bảng này rất đẹp. Đây. Bảng này là bảng số 15 ạ. Bảng này là một bảng hoàng thảo vôi dài nhất, thân dài nhất được 40cm, 50cm, thân ngắn nhất 25cm. Bảng này có tầm khoảng 14-15 ngọn. Bảng số 15 này. Giá em bán bảng này là 350 nhé. Đó, các bác xem, bảng này cực đẹp luôn. Đấy, bảng này cực đẹp luôn. 350 ạ, bảng hoàng thảo. 350 em nhé, bảng đấy. Bảng số 15. Bảng số 16 là một bảng ngọc thạch 3 màu. 16 là một bảng ngọc thạch 3 màu. Có một cây hạc vĩ ở bên cạnh nữa này. Đây. Bảng này, bảng số 16 này. Bảng số 16 em bán với giá là 280.000 ạ. Đấy. Cả hạc vĩ, cả ngọc thạch lẫn lộn ạ. Đây ạ. 280.000. Bảng số 17 là một bảng long tu xuân ạ. Bảng số 16 lúc nãy là có tổng khoảng 15-16 ngọn. 3 này, 6 này, 9 này, 12 ngọn các bác này. 12 ngọn em bán bảng này với giá là 240.000. 230.000 ạ. 17 230k một bảng long tu xuân. Đó, các bác xem kỹ đi ạ. Rồi. Bảng số 18 là một bảng hạc vĩ.
18 là bảng hạc vĩ. Bảng hạc vĩ này, đây các bác xem đây. Bảng hạc vĩ này có tầm khoảng 12, 13 ngọn. Hạc vĩ bảng này em bán với giá 240k nhé các bác nhé. Đây, 240k cho bảng hạc vĩ này, số 18 ạ. 240.000 bảng hạc vĩ này. Số 19 là một bảng hoàng thảo vôi. Bảng này cũng rất đẹp. Đây. Bảng này em bán với giá là 360.000 ạ. Em đếm xem nào, 3 này, 6 này, 9 này, 12 này, 15 ngọn tất cả. Em không tính ngọn bé nhé. Đây. 360.000 cho bảng số 19 này. Bảng 20 là một bảng long tu xuân. Đây. Bảng long tu xuân số 20. Bảng này có 3, 6, 9, 10, 11 ngọn ạ, 200.000 ạ. Bảng số 20 nhé, 200k. Thân rất là mập. 200.000 cho bảng này đấy ạ. Bảng số 21 là một bảng long tu xuân khá to. Bảng này em nhìn thấy có những thân rất là dài này các bác nhỉ. Đó. Bảng này em giao lưu với các bác anh chị với giá là 300.000 ạ. 3 này, 6 này, 9 này, 15 ngọn tất cả, 300.000 nhé cho bảng số 21 ạ. Em đặt cái số phiếu xuống dưới chân của anh. Đấy rồi. 300.000 cho bảng này, 21 ạ. Bảng này rất đẹp ạ. Đó, bảng này rất đẹp ạ. Có một thân cực dài này. 300.000 cho bảng số 21. Bảng số 22 là một bảng hạc vĩ bắc ạ. Đây. Bảng này em bán nhẹ nhàng với giá là 230.000 ạ. 230.000 cho bảng hạc vĩ này. 3, 6, 9, 10 ngọn ạ. 230.000. Đấy. 230. 23 là bảng cuối cùng của tất cả những bảng hôm nay em có để giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Là một bảng hoàng thảo long tu xuân. Bảng này rất là dài đẹp. Đây các bác xem đây. Bảng này bán 260.000 ạ. 260.000. 3 này, 6 này, 9 này, 12 ngọn ạ. Đây ạ. 260k bảng này. Mã số 24 là một giò sơn thủy tiên. Em trồng trong cái giọt đĩa đường kính 23. Có 3, 6, 9, 10, 18 ngọn nhé. 18 ngọn các anh chị nhé. 18 ngọn, mã số 24 là một bảng. Ây, khá là nặng đấy ạ. Bảng này em bán với giá là 360.000. Giò sơn thủy tiên này. 360.000 hàng thuần nhé các anh chị nhé. Đây là một dề cực to và đẹp này. Dề này nếu mà có hoa thì không phải suy nghĩ luôn này. Dề này dề mang mã số 25. Đường kính của nó dài rộng tầm khoảng 80 xăng này. Có tầm khoảng dưới 30 đầu. Và riêng cái giò đẹp to đẹp như thế này em bán với giá là 750. Giò này 750. Đó, để xem nó nặng cỡ nào. Giò này không nặng lắm đâu. Nhưng mà đóng hàng hơi khó đấy, bởi vì nó xòe ra hết các bác ạ. 750. Ở đây em có hai bó phi điệp vàng. Giao lưu với các bác 100k một bó. Một bó chúng ta ghép được hai giò lan. 27 28 nhá, là hai bó phi điệp vàng. Em bán 100k một bó. Đấy. 29 30 31 là ba hình phi điệp. 29 em bán với giá 350 là một kiến phi điệp. Năm này em không biết là năm bao nhiêu nữa rồi. Đây. Kiến mã số 29 em bán với giá 350 này. Kiến phi điệp số 30 em bán 550 này. Khi dài thân tơ của nó dài được tầm khoảng 40cm và có 4 thân già. Đấy, 550. Và cuối cùng là mã số 31. Em bán 600.000. Đây. Đây ạ. 600.000 ạ. Mã số 32 đến mã số 30 37, 32 đến 37 là 6 khóm kiếm. Hôm nay em có 6 khóm kiếm để giao lưu với mọi người. Mã số 32 em bán với giá là 200k cho dề kiếm này. 200k cho dề kiếm này. Mã số 33 là một dề kiếm nữa. Dề này rất là to đẹp. Dề này em bán 500.000. Mã số 33 500k. Dề này phải gấp 3 lần dề bên kia. Dề 34. Dề này lại quay ngược về số 250k. 34 250k nhé. Đây, ở trong này có 3 khóm này. 35, 36, 37. Dề số 35 với dề số 36 em bán với giá là 180k một khóm. Đây em đi vào trong này. 35, 36, 180k một khóm nhé.
Rồi, 37 em bán 200k. Đó, các bác xem. Đấy, trên đây là những cái mặt hàng mà chúng em có giao lưu với toàn thể các bác anh chị. Và ngoài ra thì em còn có cái lô cuối cùng. Đó là lô hạc vĩ cực kỳ đẹp. Thì các bác anh chị cũng xem hết video cho em nhé. Ở ngoài này. Đây. Đây là lô hạc vĩ của gia đình chúng em. Hôm nay chúng em mã số 38. Đây nhé các bác nhé. Đây là hạc vĩ ạ. Em có 12 giò tất cả. Và em xin phép được báo giá từng giò, từng giò, và em đếm phân từng giò cho các anh chị xem này. Giò số 38 là một giò từ mã số 38 trở đi, đó là những giò hạc vĩ rất là khủng của nhà em nhé. Mã số 38 là một giò hạc vĩ 18 mầm. Mầm ngắn em không tính, ki em không tính. Em chỉ tính những đầu dài thôi. 18 mầm tất cả cho giò này. Giò này xin phép được giao lưu với các anh chị với giá là 700 nghìn nhé. Cho giò đầu tiên này. Đấy, 700 nghìn cho giò mang mã số. Nó hơi lúc nãy ở phía trong hơi tối, nên là em bảo các bạn nhấc ra ngoài để nó thể hiện được hết toàn bộ cái độ đẹp của những cái giò hạc vĩ to của gia đình chúng em. Giò số mã số 38 là giò đầu tiên ở phía ngoài này. Tất cả những giò hạc vĩ này em trồng trên giá thể là cái tổ quạ. Và hiện tại bây giờ cả tổ quạ, cả hạc vĩ đều phát triển rất là tốt. Đấy, thân đang vươn rất là tốt luôn. Và lô này thì ở nhà em có tầm khoảng 40 giò. 40 giò thôi các bác ạ, khoảng 40 giò. Thì chúng em sẽ bán túc tắc. Đầu tiên là mã số 38, lúc này em còn nói qua rồi. Đó là giò này có 18 mầm. 18 mầm, mã số 38 em bán 700 nghìn. Rất là dài các bác nhé, đây ạ. Rất là dài, mã số 38, 18 mầm 700k. Mã số 39 có 20 mầm, lớn nhỏ tất cả. Mã này em bán với giá là 850k. Đấy, mã số 39 ạ. Mã số 39 ạ. Nó rất dài và đẹp ạ. Mã số 40 có 16 mầm. Mã này em bán 650 đấy ạ. Đấy, các bác xem đây. Các bạn đứng vào đây. Nó... Em hãy để đấy được rồi đấy. À, ừ. Đấy. Mã số 41 có 10 mầm đấy ạ. Tuy nhiên rằng là 10 mầm thì em cũng sẽ bán với giá là 600 nghìn cho cái bảng này. Đấy, 600 nghìn. Ây. Bảng số 40, 41. Em bán, nói lại bảng này em bán với giá 500 thôi ạ. 10 mầm ạ. 500 đấy ạ. Mã số 41 ạ. 500 ạ. Mã số 42 có 17 mầm. Mã này rất là đẹp này các bác này. Mã này rất đẹp này. Mã này 17 mầm. Em bán với giá 850. Bảng này cực đẹp luôn. Cũng này cực đẹp, em cứ đứng vào ghi đi. Đấy. Quay sang bên này. Quay sang bên này cho mọi người xem đấy. Các bác xem, bảng này cực đẹp ạ. Đó, bảng cực đẹp. Và đây là bảng này là 16 mầm ạ. Bảng này cũng rất đẹp ạ. Các bạn ấy treo cái hướng đẹp ra phía bên này rồi. Đây, sẽ cho các bác xem nhé. Đây. Bảng này có 16 mầm. Bảng này em bán giá 700. Đấy, thân rất là to đều dài ạ, 700 ạ. 44 có 12 mầm, nhưng mà nó rất là cũng rất là đều. Và bên này có 1 2 thân cực kỳ đẹp này các bác này. Đây, có rất nhiều thân đẹp này. Đây. Đó, các bác xem. Đấy. Mười mấy mầm nhỉ? 12 mầm. Bảng này em vẫn bán với giá là 650. Đấy. Khúc đấy, 650. Số 45 là 22 mầm các bác này. 22 mầm. 22 mầm. Ôi bảng này. Bảng này trông thế mà có tận 22 mầm cơ. Rồi em giữ như thế cho anh. Quay sang bên này cho anh. Đấy rồi, đúng rồi. Đấy. Đó các bác xem bảng đấy ạ. Bảng đấy có 22 mầm tất cả nhá. Bảng đấy em bán với giá là 850 ạ. Đấy. 850 bảng đấy. Rồi em quay cho anh mã số 46 bên này luôn. Có bao nhiêu mầm đấy? 16 mầm ạ, 700 ạ. Đấy, hai bảng đấy là hai bảng cực kỳ dài đẹp các bác nhìn. Đấy, người mẫu của chúng em cao 1m56 thôi. Mà giò lan của em nó dài như thế, đấy. Đó, đấy là những cái khóm 40. Hết chưa em ơi?
Đây là 47, mã số 47 có 18 mầm này. Nói chung là những cái giò mà 16, 17, 18 mầm em bán giá 800.000 trở lên hết này các bác ạ. Em ơi nhanh lên này. Mã số 47, 18 mầm này. 18 mầm, mầm này mầm hơi bé em sẽ bán giá thấp hơn một chút này. 18 mầm. Đây, 18 mầm. 18 mầm em bán với giá là 700.000. Đấy, mầm này nó hơi bé. Mầm hơi bé thì em bán giá thấp hơn một tí. 700.000. 17 mầm này các bác này. 48 nhưng mầm này lại to nhé các bác nhé. Lại to rất là đẹp. Đây. Ôi rồi em ơi. Em ra đằng sau em đứng giữ như này cho anh. Đấy rồi. Giữ cả giò bên kia. Đó các bác xem. Mã số 48 đấy ạ. Rất là to và đẹp ạ. 800k nhé các bác nhé. Mã số 49 này. 49 này. Hết chưa em ơi? 49 này. Và mã cuối cùng là mã 50 nhé các bác nhé. 49, 50. Ôi em quay cái quay cái hướng bên kia. Sao đây? Đấy. 49, 50 này. Em giữ như thế cho anh. Quay sang từ hướng bên này. Đấy. Mã 50 có thể là nói là mã đẹp nhất trong mã 49 này. Em bán 49 là mã bên này. Em đụng tay vào mã 49. Ôi. Hai tay hai bên nhé. Rồi đây mã 49 này ạ. 49 là người mẫu em đang đứng đấy ạ. Mã 49 em bán với giá 850. Mã cuối cùng là mã 50 đẹp nhất. Mã này em sẽ bán với giá là 1.2 triệu. Là mã cuối cùng. Mã đây có 22 mầm thôi. Nhưng mà các bác nhìn cái độ đẹp mướt của nó. Rồi ghi đi 1.200.000. Mã cuối cùng đấy ạ. Đó. Đó, trên đây là tất cả những mặt hàng của gia đình chúng em phiên buổi sáng hôm nay có. Chính vì cái thời lượng của video hôm nay nó khá là dài nên là em cũng xin phép được khép lại video bán hàng cũng như là giới thiệu về các loại mặt hàng Phong Lan của gia đình chúng em hôm nay muốn giao lưu tại đây. Các bạn anh chị xem đừng quên đăng ký kênh cũng như là ủng hộ chúng em bằng cách bấm đăng ký và chia sẻ về kênh chúng em lên Zalo, Facebook, Tường, trang cá nhân để chúng em được giao lưu tương tác với anh chị em yêu hoa Phong Lan khắp mọi miền Tổ quốc. Gia đình chúng em cũng như mô hình chúng em chẳng biết nói gì hơn. Xin phép được cảm ơn toàn thể các bạn anh chị đã luôn quan tâm và đồng hành tới shop cũng như mô hình chúng em ạ.